Sau khi xe khách va chạm xe máy lưu thông cùng chiều, nữ công nhân lái xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 11 năm 2022. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng cùng ngày, xe máy do một người phụ nữ hơn 40 tuổi điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng đi từ Trung Lương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ bị xe khách đưa rước công nhân đang lưu thông cùng chiều từ phía sau chạy tới va chạm. Cú va chạm làm người phụ nữ té ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Được biết nạn nhân là công nhân một công ty ở khu công nghiệp Tân Hương đang trên đường đi làm thì gặp nạn. Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm công nhân đi làm ở khu công nghiệp Tân Hương nên hàng loạt phương tiện các loại lưu thông ngang qua bị ùn ứ kéo dài trên đường. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt phối hợp với Công an xã Tân Lý Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nhiều người dân ven quốc lộ 1 cho biết hiện nay có tình trạng xe khách chở công nhân thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu và vượt đèn đỏ, gây bất an cho người dân.